Tối hôm nay em lên cho tất cả anh chị em đấy, yêu Lan Quế nhé, đặc biệt là dòng Quế Nhân đấy, một cái siêu phẩm phải nói là đẳng cấp luôn đấy. Và em không dám chắc con này là con số 1 đấy, nhưng mà con này nó cũng là con số 2 đấy, con số 2 đấy. Và hiện tại thì như em được biết và em cũng đã từng sở hữu thì con này là con khủng nhất và đỉnh nhất từ trước đến nay. Thứ nhất là về cái độ khủng là nguyên một dè nhé, nguyên một 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 dè đấy, tức là một mẹ mà nó đẻ được 7 cây con, một mẹ 7 cây con các bác nhé. Đấy, và đặc biệt hơn nữa thì là em đã vượt qua được cái tầm mà lá nhăn là trên 5 cm, bởi vì là con này đấy, cái lá trước mặt các bác đấy là nó là 6,5 cm các bác nhé. Đấy, giò nó đỉnh quá cho nên là em cũng nói rất là chi tiết. Đấy, và đặc biệt hơn nữa thì là nó nhăn từ coi như là gần như là từ gốc đến ngọn, tại vì là để mà nói đúng ra đây, như cái lá này là lá gốc đấy, lá gốc của cái cây này nhé, thì nó cũng đã nhăn rồi đấy, nó đã nhăn rồi đây, như những cây con này thì đây bắt đầu nhăn từ cái lá thứ hai trở lên đấy, và những cây con nữa đây đấy, những cây con nữa lên này đấy, là bắt đầu nhăn từ cái lá này, là lá thứ nhất luôn đấy, lá thứ nhất nhé đấy, đây đang bắt đầu lên nhăn rồi nhá. Đấy, cái này là nó cái rễ của nó lúc ban đầu là nó rất là nhiều rễ thì em đã tỉa gọn gàng rồi đấy. Và em cũng xin nói luôn là cái giò này thì em sẽ không chia sẻ cả giò, và em sẽ để đây đấy, để đây cho đến mùa xuân, cho đến Tết đấy, thì em sẽ rễ bắt đầu nó bung ra thì em sẽ bắt đầu là em làm cây con để chia sẻ cho tất cả anh chị em có giống nhá. Đấy, đây và cái cây mà vợ em nó cầm tay đấy, thì cây này là cây mẹ, cây này là cây mẹ đấy, thì là lá gần như là từ gốc, mới chỉ bỏ có một cái lá thôi nhá, đấy một cái lá để em đưa tay cho các bác xem đấy, mới bỏ một cái lá thôi nhá, còn lại là tất cả đây lá từ gốc đến ngọn đấy, và là cũng nhăn từ cái lá này luôn, nhăn từ cái lá thứ hai này trở lên luôn đấy các bác xem đấy, nhăn hết nhá đấy. Và cây nó khỏe đến cái mức độ này các bác xem đây, cây nó quá khỏe thì nó đã đẻ ra được thêm con ở trên đầu đấy, và cũng đang đang bắt đầu lên nhăn rồi nhá đấy. Và lá mà cứ đổ đồng thì nó rơi vào là trên 5 cm này các bác xem này. Cái lá này thì các bác gọi là cái lá gì đấy, những bác mà chủ là chuyên chơi, em thì em gần như là em là chuyên bán, chứ còn về độ chơi thì em là ít, tại vì là vốn không có. Như cái giò lan này thì là bằng cả 1 tháng làm công của em rồi, 1 tháng em buôn lan rồi, cho nên là không bao giờ dám để lại. Nhưng mà đặc biệt con này là em sẽ để lại và chia sẻ cho tất cả anh chị em nào mà chưa có giống đấy, chia sẻ cây con thôi nhá đấy, chia sẻ những cây con ở trên này đấy. Đây các bác xem, đây là tất cả những cây con nó khỏe đến mức độ đây, nó đẻ ra đây đấy, thì đây cũng đang lên nhăn đấy các bác nhá đấy. Con này là nhăn từ lá đầu tiên luôn đấy, con bên này cũng thế luôn, bên bên đâu nhỉ, à bên 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 này nhé. Đấy, tiếp tục đến con này này, các bác thấy cây con của nó mà nó to như gần bằng cái mẹ luôn nhé, đây là cây con nhé chứ không phải cây mẹ nhé, cây mẹ là cây em quay lúc nãy rồi đây các bác xem này đấy, nhăn từ coi như là lọt lòng là đã nhăn rồi đấy, mới vừa được sinh ra thì em nó đã nhăn luôn rồi nhá, các bác thấy này, phải nói nó quá đỉnh luôn. Lá đầu tiên, lá thứ hai này cũng đã là 5 cm, hơn 5 cm đấy. Đây và cái con trên này đây đấy, hơi tiếc một chút là cái cây con này thì nó bị gãy ngọn này đấy, các bác lấy nó bị va quệt nó gãy ngọn đấy, các bác xem này, nhăn từ gốc đến ngọn không bỏ lá nhé đấy các bác xem đấy, gốc từ trên này để em quay tiếp một cái cây con ở đây đấy, các bác thấy chưa, cái con này nhăn từ lá đầu tiên luôn đấy, ánh đèn nó hơi lóa đây, còn cái con này là cũng một rễ nó bị ấy này, em bỏ cái lá trên này đấy, đây đây cái lá của cái cây đây, không cái lá trong á đấy, là cũng đang nhăn đấy, đấy các bác thấy chưa, nó bị khuất bởi vì nhiều rễ, nhiều cái rễ quá mà bây giờ nó cũng đang nhăn rồi đây đấy, đang nhăn rồi nhá, đây rồi đấy. Và đây là tổng thể cái giò lan, thì khi mà em chia sẻ cho các bác thì em sẽ quay video em cắt trực tiếp trên cái giò này cho các bác nhé
Đó, cho nên là bác yên tâm là chuẩn giống. Bản lá 6 sen rưỡi, một mẹ 7 con. Đấy. Quá đẳng cấp. Con này số 2 thì sẽ không có con số 1. Đấy, khẳng định luôn. Còn mà bác nào mà xem được cái video này thì có con số 1 thì các bác cứ đưa lên cho tất cả anh chị em cùng cùng được chiêm ngưỡng nhé. Đấy. Quá đẳng cấp. Nói chung là không còn từ nào để diễn tả hết được anh em ạ. Cái nhìn thực tế bên ngoài thì nhìn nó mới mới biết được là cái độ nó như thế nào. Xoay xoay vào đây đi. Đấy. Đấy, còn cúng hoa thì không phải bàn rồi. Cúng hoa thì con này nó rơi vào khoảng tầm 40 cúng hoa. 40 cúng hoa nhé. Đấy, cứ mỗi một lá một cúng này các bác xem này. Đấy. Mỗi một cây thì nó rơi vào khoảng tầm 5 bông. 5 7 35 bông. Cây mẹ này là được hơn 10 bông rồi. Đấy, tức là giò này cái lúc mà ra hoa là nó rơi vào khoảng hơn 40 bông.